Nam là một trong số quốc gia có tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh ở mức cao với trên 75%. Tận dụng lợi thế đó, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã xây dựng ứng dụng duy nhất dùng chung cho toàn bộ hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình đưa vào sử dụng những ứng dụng này, người dân vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận. Nhằm góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, tỉnh Tây Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước đã nghiên cứu và phát triển phiên bản mini app Tây Ninh Smart trên mạng xã hội Zalo. Đây được xem như điển hình tiên phong đổi mới công tác chuyển đổi số trên cả nước. Truy cập ứng dụng Zalo, sau đó chọn mini app Tây Ninh Smart. Anh Quân dễ dàng có thể sử dụng ngay các tiện ích của ứng dụng này, thay vì quy trình rắc rối như trước kia là tải, cài đặt rồi đăng ký tài khoản mới. Tây Ninh Smart là ứng dụng dùng chung của tỉnh Tây Ninh, chạy trên nền tảng Zalo với dung lượng gọn nhẹ, có thể đáp ứng được mọi thiết bị, kể cả điện thoại thông minh ít dung lượng. Đây chính là cánh tay nối dài giữa chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh. Mình có thể nộp hồ sơ trực tuyến phản ánh khu dân dân cư xung quanh mình sống, ví dụ như là sụp lún vỉa hè hoặc là có những đoạn dây điện nó bị đứt, nó ấy có phản ánh cho cơ quan chức năng người ta xuống người ta khắc phục. Ứng dụng nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Sau 3 tháng triển khai, hơn 28.000 người dùng trên 45 tuổi khắp địa bàn tỉnh Tây Ninh đã và đang sử dụng phiên bản mini app của Tây Ninh Smart trên Zalo, chiếm 26% tổng số người sử dụng. Số lượt truy cập sử dụng trung bình hàng tuần đạt 40.000 lượt. Nhờ đó, góp phần nâng tổng số hồ sơ nộp trực tuyến của Tây Ninh lên đến hơn 60.000 lượt, tăng gần 30% so với trước đây. Thấy ra nó cũng dễ chứ không có khó. Đó là nó cũng được thuận tiện. Thí dụ như mình tối mình nằm ở trong phòng, mình mở lên mình coi TV, rồi mình coi những cái chương trình hỏi đáp, rồi chương trình này chương trình kia, nó rất là bổ ích. Chúng tôi tập trung vào cái hỗ trợ đào tạo tập huấn cái tổ công nghệ số cộng đồng ở địa phương, để tổ này sẽ là cái thành phần nòng cốt để thực hiện mà hỗ trợ hướng dẫn cho người dân theo cái phương châm là đến từng ngõ gõ từng nhà và hướng dẫn từng người. Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Tây Ninh là nơi tiếp nhận và chuyển những ý kiến phản ánh của người dân đến các đơn vị chức năng để nhanh chóng giải quyết. Qua 3 năm triển khai, giải pháp VNPT IoC đã tổng hợp 17 cơ sở dữ liệu của các bộ ngành chia sẻ về địa phương cũng như các sở ngành trên địa bàn tỉnh. Từ dữ liệu về thu chi ngân sách, đầu tư công cho đến tổng hợp về việc xử lý thủ tục hành chính cho người dân, giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn tổng quát về mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội. Cái hiệu quả mang lại bước đầu á, thì trung tâm IoC của tỉnh thì đã cung cấp được cơ bản những cái số liệu để mà phục vụ cho cái lãnh đạo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể ví dụ như là hiện nay cái hệ thống đã tích hợp được cái dữ liệu về thu chi ngân sách của tỉnh. Bên cạnh đó, VNPT Tây Ninh cũng cung cấp hệ thống camera giám sát giúp nâng cao công tác quản lý nhà nước trong việc giám sát tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các tuyến đường, giao lộ và các khu vực đông dân cư. Đồng thời đảm bảo cung cấp các đường truyền chất lượng và có tính bảo mật cao cho hệ thống camera giám sát này. Cũng trong năm nay, VNPT Tây Ninh đưa vào sử dụng mới trên 180 km cáp quang các loại, phục vụ mạng Internet tốc độ cao và ổn định cho người dân học tập, làm việc, kinh doanh, giải trí. Tất cả 94 xã phường ở địa bàn Tây Ninh thì đều có triển khai được cái hệ thống cáp quang của VNPT. Rồi tất cả các khu dân cư xa xôi thì đều được phủ sóng 4G của Vinaphone để phục vụ cho người dân cũng như chính quyền bước đầu trong cái quá trình chuyển đổi số. Thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận dịch vụ tiện ích số, Tây Ninh sẽ tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin như trung tâm tích hợp dữ liệu, triển khai mạng băng rộng chất lượng cao, phát triển mạng di động 5G, nâng cấp mạng di động 4G, đảm bảo an toàn thông tin cho các hạ tầng này. Trong đó, VNPT Tây Ninh là đơn vị sẽ cùng đồng hành với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp số nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của địa phương này.